rất nhiều xáo trộn trong cuộc sống của bạn. Dấu hiệu sẽ được gửi đến từ khắp nơi bạn đi qua. Chết rồi, hôm nay vợ quên cài view cho chồng rồi. Mà vợ coi người khác chồng cũng thèm để ý, giận riệt rồi. Với lại á, hôm qua vợ đâu có cố ý đâu, mà do mẹ với chị Trúc dữ quá chứ bộ. Nè, sao cũng được. Vợ xin lỗi mà. Xin lỗi. Nè, xin lỗi. 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 Nè, hãy coi hai đứa đó đi mua lá về làm bánh tét đi. Mà nhà mình cũng đâu ai biết gói, mua về mẹ thấy làm sai mà còn chửi thêm á. Mẹ của tụi bay đang nằm bệnh viện, chiều nay mổ rồi, hiểu chưa? Ở ngoài mà tụi bay được sướng vậy á là hay lắm, là tốt lắm rồi đó. Có hiểu ý ba nói không? Nhưng mà con không có biết lựa lá. Em biết. Hãy coi đi làm đi, mua lá về. Còn có mấy ngày nữa Tết rồi, dọn dẹp trong nhà trước sau cho nó đàng hoàng. Mẹ bây về thấy là ba buồn, ba la nữa, hiểu chưa? Vậy là ba không hiểu mẹ rồi. Mẹ thích thấy nhà cửa bừa bộn á, thì lúc đó mẹ mới thấy mình quan trọng trong căn nhà này nè. Sao? Cái lúc mà con về làm dâu á, thì chồng con với chị hai lớn rồi đúng không? Con chưa bao giờ con thấy ba đánh chồng con đúng chưa? Chưa thấy đúng không? À! Mai mốt đừng có nói chuyện với ba như vậy nha. Lá dông hả chị? Ủa, ê, làm gì vậy? Làm gì chị? Lá người ta bó lại thành đàng hoàng rồi giờ tự nhiên lựa bới lên. Ủa chị, em mua thì em có quyền em lựa chứ. Trời ơi, em ơi em, ở đây là chỗ bán lá chứ không phải chị bán quán. Không biết mua thôi đi về đi, kêu má lên mua. Ủa gì kỳ vậy chị? Em mua chứ em có xin đâu, chị làm khó làm dễ em dữ vậy? Không phải làm khó làm dễ nhưng mà em mới lên rồi, trời chị mới xếp xong cực lắm. Nhưng mà em có quyền em lựa lá đẹp gì em gói cho nó đẹp. Thôi vậy giờ chị không, chứ. Chị không bán nữa, chị có quyền. Ủa, không bán. Hả? Thôi chồng, năm nay tránh thiệt phí. Nguyên. Không bán gì không mua. Đi. Ủa? Hai đứa đi đâu vậy? Đi lại. À bữa nay phụ mẹ đi mua lá hả? Dạ. Bà Mai đâu? Dạ mẹ đang học sinh. Giờ đứng sớ rớ ở đây làm gì? Thì... Thôi, đưa giỏ đây. Để bà bắt lại bắt mua một con thôi. Chị, này bán sao vậy chị? Dạ chị, trời nhẹ đi chị, làm gì bể đánh. Trời ơi, lá chị cũng nát sẵn rồi, bây giờ tôi phải lựa chứ trời ơi, chị nói chuyện. Mua mà không cho người ta lựa. Mua mà không cho người ta lựa làm sao được. Rồi, vậy giờ chị lấy gì em lấy cho. Thì khó khăn quá ai mua. Rồi. Thôi bây giờ chị, cái này bao nhiêu tiền nè? Đây, rồi lấy một bó này đúng không? Rồi, có bao nhiêu tiền? Dạ rồi, 50, đây, để em lấy luôn cho. Có vậy thôi, cũng khó nữa, bán mua gì nữa, trời ơi, mệt quá. Trời ơi, cái bà này là phải để gì lệ chị? Không ngờ bình thường dì lệ hiền như bông như hoa vậy mà bây giờ đi trả giá người ta quá xuất sắc luôn. Cái bài này phải giữ mới được, thì cũng như mình đi hát karaoke vậy đó con, mình phải lựa nhạc lựa tông nhạc mới vô hát mới hay. Ủa mà bữa nay bà Mai đổi qua nấu bánh trưng hả con? Dạ đâu có, năm nay nhà con nấu bánh tét. Ủa vậy sao con đi mua lá dông? Ủa chết rồi chồng, bánh tét nấu lá chuối. Đúng. Ủa, rồi con tưởng bánh tét bánh trưng gì chung lá dông nữa chứ. Thôi bây giờ con ở đây có bánh chuối này con lại con mua đi, đổi lại. Thôi. Đi con, vậy cái mới dông này sao? Không, đổi không, lại được mà. Không. Đi chỗ khác. Trời, mua lá chuối. Trời không ơi, chỗ này mấy cái đứa này thật không thể hiểu nổi nó luôn á. Ủa ba. Ừ? Bánh chưng với bánh tét có nguyên liệu nó có khác nhau gì không? Thì cũng có giống nhau. Trời, chị đỡ quá rồi, con với ba tranh cãi chi chuyện gói lá nào vô lá nào. Mày điên á, nhưng mà nó có cái này, cái bánh hình vuông á thì nó gói cái lá khác, còn cái bánh hình trụ mà dài đó cái mùi nó khác, thì tức thì là mình gói cái lá khác, hiểu chưa? Thôi vậy ba với Lan gói bánh chưng đi, con gói bánh tét cho nó đa dạng.
Dạ, dạ quay vlog luôn. Trời ơi, biết gói à ta. Ủa chứ ba biết gói luôn. Thì mày trả mày đã đèo với tao hả? À, hay quá hả? Mà bây giờ muốn gói à, khung đầu gói. Hôm đã chuẩn bị. Này, mẹ về là hết hồn luôn. Đúng ba, vô ốc. Được nè, cái này cũng vừa. Nói cái này cho bánh chân cho ba nè. Rồi cần bánh chân gì, cái này gì vậy? Yeah. Mình làm cái bự đi. Thôi, ở đây thôi. Mà khoan nè, bây giờ lao lá chuối cho sạch hết đi rồi tính gì tính. Để cho sạch sẽ. Minh, con ra sau bếp chơi với mẹ đi. Ba đang bận mà. Dạ. Để yên cho mẹ nghe Minh. Con đi bên kia ngồi với ông nội đi. Dạ. Minh nè, lại đi chơi với ông nội nè con. Dạ thôi, ông nội làm đậu đi. Con gặp tranh đây. Hiện tại thì tình trạng xuất huyết dạ dày đã giảm, tình trạng mất nước cũng đã giảm. Bây giờ bác chỉ cần nghỉ ngơi để hồi phục lượng máu đã mất. Giờ về nhà bác nhớ hồi phục tinh thần nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Hồi đầu gặp anh tôi thấy anh đánh đá, bắt bẻ từng câu từng chữ của tôi. Không ngờ anh giỏi vậy. Cô khen tôi hả? Con à, bác sĩ Nhật coi có vẻ là khó khăn vậy đó, nhưng mà rất là ân cần, rất là chu đáo với bệnh nhân. Cảm ơn bác. Coi chừng nha con. Minh, nước sôi kìa. Cực quá ba ơi. Dạ. Cực quá mà được có mấy cái à. Thôi mình đi mua đồ sẵn đi. Thấy ăn cũng được mà. Đúng rồi ba, mua đi còn kịp ba. Thôi đi. Cái bánh vuông á, nghe là của ông Hoàng. Cái dọc dài dài đó, nghe bánh tét là của ba. Còn cái bánh này hình thù nó không đâu ra đâu. Cái gì kỳ vậy? Là của ông Lan phải không? Tôi có rồi ba, con gói bánh tét mà do cái cương lá này nó khó xử lý quá, con bỏ vô khuôn nó. Bánh tét gói lá dòng. Con quên. Con đồng ý nên mua bánh về nhà nha ông nội. Ba, cái bánh gì xấu quá. Trời ơi, thôi. Mệt quá. Để yên vậy đi. Bánh gói coi vậy cũng còn được. Đúng không? Xấu nhưng mà chắc. Hiểu chưa? Ừ. Thôi bây giờ vậy. Bây giờ mình làm cái trò chơi gì đi. Hay quảnh tụ tì đi. Mà coi đứa nào mà thắng á thì đi ngủ. Còn đứa nào thua là ngồi đây canh nồi. Rồi cái đồ này bánh. Là ba nói đó nha. Ừ. Chuẩn bị nè. Hai ba. Ba mẹ nói vậy với ông nội mà được hả? Ông nội vô nghỉ đi. Không sao đâu, con yên tâm. Ông nội sẽ có cách làm cho ba mẹ con tâm phục khẩu phục nè. Nghe rõ chưa? Con coi nè, làm lại. Cái này là ông nội muốn đó nha. Hai ba. Quá thất vọng về ba mẹ. Ôi, không có gì thất vọng đâu mà. Cái này chuyện chơi, chuyện vui tết nhất mà thất vọng gì. Trời ơi, bà già thấy sợ luôn à. Thôi bây giờ như vậy, nói chung ra tôi là người già, tôi là người lớn. Tôi ngồi tôi canh cái nồi này là đúng rồi. Đây là niềm vui của tôi, đúng không?
vợ chồng con cái mấy người đi vô pha cho tôi bình trà đem ra đây. Dạ. Tôi ngồi để tôi canh. Ok. Ok. Đi, vô pha trà trong nội. Linh, chị nói nghe nè, bây giờ á, là em cho người ổn định fan là thứ nhất. Cái thứ hai là em chặn hết lối ra vào của khán đài. Rồi bây giờ em xin lỗi và cập nhật với báo chí cho chị. Chị chạy về thay đồ rồi chị ra liền nha. Ok. Chúc ơi, không có được ngủ Chúc ơi. Hãy đi làm Chúc ơi. Chúc ơi, hay là bây giờ mình hãy lắng nghe cơ thể của mình đi. Mình chỉ nhắm mắt có 3 phút thôi. À không, mình nhắm mắt 3 giây thôi là mình sẽ có năng lượng để mình tiếp tục tới chỗ đó mình làm thật là tốt. Mình lấy tiền về Chúc ơi. Có tiền vô là được rồi Chúc ơi, 3 giây thôi mà. À, Chúc ơi, hay là bây giờ 3 giây nữa đi. 3 giây nữa là mình có đủ năng lượng là mình chiến luôn á Chúc ơi. 3 giây nữa thôi nha. Tôi chắc chắn là cô xỉn rồi. Hả? Tôi mà mời công an phường tới kiểm tra nồng độ cồn á là cô chết chắc luôn á. Cô bây giờ á xin lỗi tôi và đền hình tôi đi. Trời, chú nói vậy mà chú nghe được hả? Chú đi từ đằng kia chú quẹo qua đây mà chú không xi nhan, chú hổng kèn, chú không có một cái tín hiệu gì hết. Rồi bây giờ chú nói vậy làm sao, sao chú nói vậy được? Cô nói vậy mà nghe được. Nếu mà cô đi thẳng luôn á thì tôi có phóng nhanh cỡ nào cũng đâu có sao đâu. Đằng này á tự nhiên cô quẹo ngoan, sao tôi xử lý kịp, giờ còn đổ hôn cho tôi nữa. Trời ơi, sao tự nhiên chú lớn tiếng với con quá vậy? Bây giờ chú muốn đưa có ai lớn giọng hơn em không? Chú tông xe rồi chú còn nói gì nữa. Bây giờ cùng lắm thì con đền. Bây giờ để các con coi coi cái này hả? Trà sữa nè, cái này bánh bao, cái này bánh mì. 500 ngàn là dư rồi đúng không chú? Bây giờ chú ra một cái giá đi rồi con đưa tiền cho chú. Chú việc gì chú phải vòng vo như vậy chứ. Chảy máu rồi. Chảy máu rồi, chú làm con chảy máu rồi đó, chú thấy không? Chú mắc đền chú đó. Đền thì đền. Phun băng thuốc đỏ 10 ngàn là cùng chứ gì. Gì vậy? Chú nói gì vậy? Chú nói cái gì mà 10 ngàn? Chú có biết chân của con là chân gì không? Chú có biết chân của con là chân người mẫu không? Chân người mẫu của con ha, mà bây giờ bị thương á là tổn hại biết bao nhiêu cái hợp đồng phải bị hủy bỏ vì cái sự bất chấp của chú đó. Chú đền đi. Đây, cái chân á chạy giống như nít đạp xe đạp té á mà cũng la làng lên đó, 10 ngàn đó. Rồi cô đền lại cho tôi mấy cái thiệt hại của tôi nha. Năm trăm ngàn đó, chú cầm đi. Coi như bây giờ là không có ai nợ ai gì nha. Xui hết sức rồi. Bực bội ghê á. Rồi đây thôi cô 450 nè. Ủa, sao chú thôi có gì nhiều vậy? Thì cô chỉ bồi thường tôi cái ly trà sữa khách hàng đặt thôi. Ủa gì còn mấy cái kia, bánh mì với bánh bao? À, mấy cái này á là quà tôi đi biếu cho những người cơ nhở ngoài đường cơ mà. Không sao đâu. Nhìn anh tôi thấy quen quen. Ủa bác sĩ biết tôi hả? Tôi là người hay quay mấy cái video trên mạng á, ẩm thực với du lịch. Chắc là coi clip của tôi rồi đúng không? Bác bệnh nhân. Xin lỗi. Bác Mai có kể với anh. Mẹ tôi kể gì vậy tôi hả? Ừ. Thôi,
Chắc là tôi không nên biết. Tôi biết xong rồi tôi lại tự ái ngang ngược nữa. Mệt lắm. Ấy. Không, anh đừng hiểu lầm. Tôi thấy mẹ anh rất là tự hào với anh thôi. Còn khoe là có nhiều người theo dõi, rồi có nhiều lượt xem. À, vì mà ngày sinh nhật còn có người tặng quà nữa mà. Vậy mà tôi làm cái gì mẹ tôi cũng lo lắng, thiệt tình. Tôi thở sai thôi mẹ tôi cũng lo lắng sốt gió lên luôn rồi đó. Thật á? Thở sai mà mẹ anh cũng biết. Tôi quăng miếng thôi bác sĩ ơi. Bác sĩ gì không có khiếu hài hước gì hết trơn. Ừ nha. Mà anh thấy tôi không? Bây giờ tôi là bác sĩ. Biết bao nhiêu bố mẹ ngoài kia muốn con mình được trở thành bác sĩ. Anh thấy tôi giống con nhà người ta trong truyền thuyết chưa? Thế mà khi đã làm bác sĩ chính thức rồi, có công việc ổn định mà mẹ tôi vẫn cứ lo. Cứ hay gọi tôi về ngoài kia, kêu rằng là nhớ, là lo lắng. Rồi đòi xin cho tôi về mấy trạm y tế ở xã, làm cái nỗi vất vả nữa. Anh thấy không? Chúng ta không thể nào ngăn được cái sự lo lắng của các bà mẹ. Và cũng không thể nào thay đổi suy nghĩ của họ được. Nên chỉ có thể tự thay đổi bản thân mình. Cứ vững vàng lên. Vững vàng lên. Vì luôn có người thân chọn mình làm điểm tựa. Ồ, hay à? Tôi vừa mới nghĩ như thế luôn á. Nhưng mà đôi khi tôi thấy nhiều người tựa vô mình thì cũng mệt thấy bà. Có gì đâu. Đôi khi cái áp lực đấy là chính là hạnh phúc của mình. Sao cái gì mà vũ trụ cho tôi toàn gặp mấy người nói triết lý mà trời. Mệt ghê. Ý, quên tắt flash. Mà đẹp nha, giữ nguyên tư thế đi. Mà hả, chồng coi nè. Nhìn hai người á, đẹp đôi còn hơn vợ chồng nữa đó. Giờ bị sao vậy? Tào lao. Nhìn xa chắc không ai thấy đâu. Mà kệ đi. Ủa? Nè, con đi đâu vậy? Con mới ở bệnh viện về, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Hả? Ở nhà đi, phụ với ba canh cái nồi bánh tét kìa. Con có một cái sự kiện, một cái chương trình nó rất là quan trọng. Bây giờ con phải tới đó để con giải quyết. Bây giờ không có con là không được đâu ba. Ôi, con làm ở Thảo Điền lâu chưa? Bà nghe thằng Lan nó nói. Ui, cái con này. Thôi được rồi, nghỉ ngơi ở nhà đi. Cái chân vậy thì sao đi. Lát á, ba rửa vết thương, ba băng lại cho. Cái này không sao đâu ba. Cái này con đi, con ráng con đi, con làm cái. Ngày mai người ta trả tiền cho con nguyên một cục tiền, cái đập vô mặt con là cái này nó lạnh liền. Cho con đi nha. Ba. Giờ khuya rồi. Ba vô nhà ba nghỉ đi. Con kêu mấy đứa nhỏ nó ra nó canh thế cho ba. Sao đâu, con quên cái tánh của ba rồi hả? Nè, chuẩn bị sẵn để thức nguyên đêm là thấy chưa? Cái thú vui của ba đó là được ngồi canh cái nồi bánh tét. Hàng năm ba chứ con được cái công việc này là ba thích nhất á. Nhưng mà thiệt luôn á, con thấy ba canh như vậy con rất là lo. Bây giờ con vô con kêu tụi nó ra liền, tụi nó rất là nghe lời con để con. Đâu, ba nói ba canh được. Nghe chưa? Thiệt luôn á. Nhiều lúc con nghĩ nha, nhà này mà không có con á, không có ổn hay sao, lúc nào cũng sẽ có chuyện này chuyện kia. Con cũng phải đứng ra để con giải quyết. Không có là lại lố tung lên hết rồi. Chứ trời ơi. Dạ. Trời đất ơi. Ê, sao ba thấy cái nết này giống giống, thấy quen quen đó nha. Thì con cũng biết là cái nết của con nó thừa hưởng của ai mà. Ở nhà đi mà. Nghe, sao con cứ làm ba bị áp lực hoài. Con không có muốn ba bị áp lực, nhưng mà thiệt tình giờ con cũng không biết trả lời ba làm sao hết trơn á. Bây giờ là cái công việc bây giờ con phải tới nè. Với lại ba yên tâm đi, con lớn rồi, con làm cái gì là con tính hết rồi. Ba cứ để cho con làm đi, rồi con làm xong xuôi hết rồi ba muốn còn sao cũng được. Con hỏi giờ ba muốn gì? Dạ.
lấy chồng đi. Ba này. Thiệt mà. Bác sĩ ơi, tôi gặp con dâu tôi chút xíu thôi bác sĩ. Dạ. Phải gài cái đầu tiên nha. Nhẹ thôi nha ba. Ba biết rồi. Đâu có chọn ta làm nhẹ mà. Ui, nó nhẹ. Rát. Rát đâu mà rát, từ từ. Đây, cái cuối cùng. Thật nhẹ nha ba, con thấy nãy đau đó. Biết rồi, từ từ nha. Ồ. Chưa. Ồ, bắt đầu có cảm giác rồi. Ồ. Chưa. À. À. Đau chưa? Phải không? Trời. Đẹp liền. Trời ơi, đau quá trời, đau luôn á ba ơi. Cha mày. Quá đau phải không? Dạ. Đau á, lấy chồng đi con. Nó hung vô hết đau. Nữa. Thiệt. Ba nữa, ba cứ vòng qua cái chuyện này hoài, ghẹo con hoài. Thiệt mà. Ôi ba. Ngộ lắm con ơi, chồng đó. Oh, hết đau. Áp lực cho tôi hoài. Mẹ ơi, con này mẹ. Cái gì vậy con? Mẹ có sao không mẹ? Tôi có sao đâu. Tại vì ở trong này nằm một chỗ quất bách khó chịu quá. Mẹ muốn gặp ba con, rồi muốn gặp mọi người trong nhà mình vậy thôi à. Ôi đừng có khóc, mẹ có gì đâu mà con khóc. Đừng có khóc. Mẹ ơi, mẹ nói mẹ mệt, muốn gặp mọi người. Ba đi ngay nha ba. Ba biết rồi Lan. Ba. Ba ơi. Ba. Ba. Hôm nay ba chưng rồi tụi nó cứ trời ơi đã xong hết rồi, mấy đứa nhỏ tao lo hết rồi, bà đừng có lo, yên tâm đi nghe. Đó ông thấy không, rồi cũng đến cái lúc mà coi như là mấy đứa nhỏ nó cũng phải tự làm thôi đúng không? Ủa gì bà kêu tôi vô bà dặn vậy thôi à. Thì vậy chứ ông họ không thích vô thăm tôi, mấy đứa nhỏ cũng vậy hả? Nói gì vậy trời. Ồ, chào bác sĩ. Sao mọi người lại tập trung đông vui thế này? Không có được tụ tập đông người như vậy đâu nha. À vậy hả? Xin phép mọi người ra ngoài bớt thùng con. À nếu vậy thì để tôi đi ra. Dạ. Để tôi đi ra. Tôi tưởng đâu là bà muốn gặp mình tôi thôi chứ. Thì con nói với Lan là bác gái sẽ muốn gặp mình với trai. Thì đúng rồi. À, bà nhớ hơn tôi đó. Giờ tôi vô, bà nghe được mùi tôi rồi, giờ thôi tôi ra. Dạ. Vậy. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác nghỉ xíu nha. Dạ. Bác sĩ. Liệu mẹ tôi có kịp về nhà trước Tết không? Cái này tôi không nói trước được. Nhưng mà cũng nhẹ thôi mà, yên tâm đi. Dậy đi con, dậy đi. Mẹ cố gắng nha mẹ. Ừ.
Đi về đi mà. Bé Minh ơi, cô Bích nấu cơm xong rồi, con ra ăn đi, lát ba mẹ con về. Ủa con ăn đâu? Trời ơi, bé Lu với Ti đừng có chạy lung tung nữa. Nhà người ta chứ phải nhà mình đâu. Vô ăn cơm lẹ đi nè. Riết, cái nhà này như cái nhà trẻ vậy đó. Ồn như cái gì. Chữa bệnh tim cho ông nội và bà nội khi cần. Tại thấy bà nội khỏe phai phai. Chữa bệnh tim cho ông nội và bà nội. Truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.